Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Nội dung chia sẻ hôm nay bao gồm 3 nội dung chính sau đây. 1. Sáng dậy có 3 đặc điểm này khó sống thọ. 2. Bốn ngứa trên cơ thể cảnh báo ung thư gan gần kề. Và 3. 2 loại gia vị khiến làm khối u ung thư lớn như thổi. Sáng dậy có 3 đặc điểm này khó sống thọ. Buổi sáng là thời điểm cơ thể sung sức và tràn đầy năng lượng nhất. Đặc biệt, sáng sớm cũng là lúc cơ thể dễ phát ra những tín hiệu cảnh báo bệnh tật mà bạn không nên chủ quan xem thường. Dưới đây là 3 hiện tượng sau khi thức dậy vào buổi sáng ngầm cảnh báo bạn thuộc nhóm người có tuổi thọ ngắn. 1. Sưng mặt hoặc tay chân. Đây là một trong những triệu chứng mà nhiều người thường hay gặp phải. Nguyên nhân có thể là do bạn lỡ uống quá nhiều nước hoặc ăn đồ mặn trước khi ngủ. Tuy nhiên, nếu sau một thời gian dài mà tình trạng sưng phù mặt hay tay chân vẫn diễn ra thì đây có thể là dấu hiệu thận yếu, thận ứ nước gây nên tình trạng phù nề khắp cơ thể. Thận chịu trách nhiệm lọc máu, thải độc. Một khi đã bị ứ nước thì rất dễ xuất hiện sỏi hoặc gây suy thận. Vì vậy, nên đi khám ngay nếu có biểu hiện này. 2. Các ngón tay co cứng, không đóng mở bình thường. Khi đi ngủ vào ban đêm, nếu hay có thói quen kê tay gối đầu thì bạn sẽ cảm thấy khá đau nhức, mỏi cơ khớp tay vào sáng hôm sau. Dù vậy, tình trạng này sẽ dần biến mất khi bạn thay đổi thói quen trên. Trong trường hợp không thuyên giảm, bạn nên cảnh giác và chủ động đi khám xem có phải do mắc bệnh viêm khớp, căng cơ thắt lưng, chấn thương mô mềm hoặc các bệnh về cơ khớp khác hay không. Ngoài ra, việc không thể co duỗi ngón tay cũng cảnh báo nguy cơ bệnh gút. Lúc này cần hạn chế ngay các món giàu đạm như thịt bò, nội tạng động vật và hải sản. 3. Đói và khát khô cổ. Sau một đêm trao đổi chất, sáng ngủ dậy, bạn thường có cảm giác đói và khát nước hơn. Đây là điều hoàn toàn bình thường, nhưng nếu nó diễn ra thường xuyên vào buổi sáng, với tần suất tăng dần, thì bạn cần chú ý xem có phải mình mắc bệnh tiểu đường hay không. Người mắc bệnh tiểu đường thường cảm thấy khô miệng, khát nước sau khi thức dậy vào buổi sáng. Đây là dấu hiệu của tình trạng mất nước, khi nước trong cơ thể phải huy động để đào thải đường dư thừa. Hãy thử kiểm tra đường huyết buổi sáng bằng cách uống một cốc nước 200 ml. Nếu thấy hết khát thì không sao, nhưng vẫn thấy rát cổ thì phải hết sức cẩn thận. Tuy tiểu đường không phải bệnh gây tử vong ngay, nhưng có nhiều biến chứng nguy hiểm như lở loét, hoại tử chi, cao huyết áp và tim mạch cần được can thiệp kịp thời khi có bệnh. Để nối tiếp chương trình, xin mời quý vị lắng nghe nội dung tiếp theo. Bốn ngứa trên cơ thể cảnh báo ung thư gan gần kề. Thưa quý vị, ung thư gan là căn bệnh đứng đầu về tỷ lệ mắc các khối u ác tính ở các nước đang phát triển. Nó thường đi kèm với biểu hiện ngứa ở một số bộ phận trên cơ thể trong giai đoạn đầu. Nguyên nhân chủ yếu là do chức năng gan của bệnh nhân ung thư gan bị suy giảm, dẫn đến nội tiết bình thường, bilirubin chuyển hóa kém và lắng động ở da gây ngứa. Loại ngứa này rất có thể xuất hiện ở 4 bộ phận này trong giai đoạn đầu. Nếu chú ý sẽ sớm phát hiện bệnh, giúp quá trình chữa trị hiệu quả hơn. 1. Khô và ngứa mắt. Thông thường trong cuộc sống hàng ngày, cảm giác khô và ngứa mắt cũng có thể xuất hiện nếu như bạn sử dụng điện thoại di động hoặc màn hình máy tính trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu bạn gặp hiện tượng khô mắt, ngứa mắt, giống như cảm giác khi nhìn thẳng vào mặt trời một cách thường xuyên, thì đó có thể là dấu hiệu của ung thư gan. Ngoài ra, biểu hiện này cũng có khả năng đi kèm với các bệnh nhãn khoa khác như chảy nước mắt khi có gió. 2. Ngứa và đỏ ở mũi. Riêng nữ giới bị bệnh gan, đỉnh mũi thường đỏ ửng, bong tróc và ngứa ran. Do chức năng gan giảm sút, có thể dẫn đến rối loạn nội tiết tố, gây ra hiện tượng vùng mũi bị kích ứng và ngứa đỏ. Thậm chí, một số người có biểu hiện đỏ khắp vùng mặt. 3. Ngứa trước cổ. Khi có vấn đề về gan, đầu tiên là ngứa khô ở mặt, sau đó là ngứa toàn thân. Phần cổ sẽ là nơi dễ bị ngứa và mẩn đỏ nhất. Đa phần hiện tượng ngứa này là do khối u chèn ép đường mật, gây rối loạn bài tiết mật, khiến muối mật trong dịch mật tăng cao, kích thích các đầu dây thần kinh và gây ngứa. 4. Sau cổ có nếp gấp đen kèm theo ngứa. Phần sau cổ cũng rất quan trọng. Một khi gan có vấn đề sẽ khiến vùng sau gáy dễ bị nhăn, đen và có cảm giác ngứa. Sự xuất hiện của các triệu chứng này có thể cho thấy sự suy thoái của gan. Liên quan đến các bệnh như tăng men gan, xơ gan do bia rượu, viêm gan và thậm chí là ung thư gan giai đoạn đầu. Để có chẩn đoán và phương hướng điều trị đúng đắn, nên tới bác sĩ ngay khi các hiện tượng này kéo dài hơn 2 tuần hoặc lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Để nối tiếp chương trình, xin mời quý vị lắng nghe nội dung tiếp theo. 2 loại gia vị khiến làm khối u ung thư lớn như thổi. Thưa quý vị, bên cạnh ung thư gan, ung thư tuyến giáp là bệnh phổ biến không kém. Tuyến giáp là một tuyến nhỏ trong cơ thể, nhưng lại có ảnh hưởng lớn và liên quan mật thiết đến sức khỏe của chúng ta. Những số liệu liên quan cho thấy tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp đang gia tăng trong những năm gần đây. Nhân giáp lại càng phổ biến, có thể thấy việc chú ý bảo dưỡng tuyến giáp ngày càng trở nên quan trọng đối với con người. Điều đáng sợ là ung thư tuyến giáp liên quan chặt chẽ đến ăn uống. Trường hợp điển hình là bệnh nhân họ Vương, 41 tuổi ở Trung Quốc, làm nghề kinh doanh nhà hàng do thường xuyên ăn uống món nhiều gia vị. Bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp lúc nào không hay. Ban đầu đó chỉ là những cơn đau họng và rát cổ. Chỉ tới khi đi khám, các bác sĩ mới phát hiện khối u tuyến giáp đã phát triển sang giai đoạn 2. Sau khi tìm hiểu, bác sĩ chuyên khoa nội tiết nhấn mạnh 2 loại gia vị này nên ăn ít để tránh bị ung thư tuyến giáp như chị Vương. 1. Dầu hào. Nguyên liệu chính để tạo thành dầu hào là hàu. Nó có hàm lượng iốt khá cao. Nếu ăn nhiều sẽ kích thích tuyến giáp trở nên mẫn cảm, dễ viêm nhiễm hơn. Hơn nữa, trong quá trình sản xuất, loại gia vị này sẽ được thêm một số thành phần giúp kéo dài hạn sử dụng, gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa đường ruột của con người nếu ăn quá thường xuyên. Dầu hào cũng chứa hàm lượng natri cao. Cơ thể con người hấp thụ quá nhiều natri có thể gây phù nề, không có lợi cho sự ổn định của chức năng tuyến giáp. 2. Ớt. Là một người Hoa điển hình, chị Vương không ăn cay trong 3 bữa một ngày là không chịu được. Vì ớt cay nồng kích thích sự thèm ăn và dễ gây nghiện. Nhưng ớt có chứa chất capsaicin, không chỉ kích thích ruột và dạ dày mà còn kích thích tuyến giáp. Đối với những người có tuyến giáp yếu sẵn, các nốt này sẽ bị tổn thương dưới sự kích thích lâu dài của ớt, từ đó gây lở loét không lành và dẫn đến ung thư. Để bảo vệ sức khỏe tuyến giáp, hãy chú ý đến một chế độ ăn uống nhẹ nhàng và tránh những gia vị cay kích thích như ớt, tương ớt, cà ri, sa tế. Hiển nhiên là trong chế độ ăn hàng ngày, không thể loại bỏ hoàn toàn gia vị. Ta có thể dùng xen kẽ dầu hào, ớt cay với những gia vị lành mạnh để phòng chống bệnh tật nói chung và ung thư nói riêng. Ví dụ như tỏi giúp kháng viêm, chống oxy hóa và ngừa ung thư dạ dày. Nghệ giúp ức chế các khối u ung thư gan, dạ dày và đại tràng. Gừng và sả giúp chống ung thư, đường tiêu hóa và sinh dục. Các loại rau thơm như bạc hà, húng quế, rau mùi giúp làm sạch đường ruột, chống ung thư và ngừa chứng táo bón, khó tiêu. Thưa quý vị, đến đây chương trình Sức Khỏe Tự Nhiên xin được phép khép lại. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về sức khỏe, đừng ngần ngại để lại bình luận dưới video. Chúng ta sẽ cùng trả lời trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.